bộ phim Chuyện tình Bắc Kinh, tập 6. Được rồi đó anh Thụy, đừng làm nữa. Ghép bàn rồi lót bàn. Tôi nói chị dâu cậu bao nhiêu lần rồi, đổi chỗ khác rộng hơn cô ấy không chịu. Nói sự đổi chỗ các cậu không tìm ra, không tìm được cảm giác gì đó. Nên tôi vẫn phải bám lại đây. Anh Thùy, anh đang giữ lại 5 tháng thanh xuân của bọn em đó. Câu này chuẩn rồi đó. Cậu lên núi Bắc Hổ đó à? Ngoài trời không lạnh chút nào. Lâm Hạ tới rồi à? Anh Thùy, đi đi, đi làm việc đi, làm việc đi. Rồi giúp chị dâu đi. Đi đi. Sao lại tổ chức tiệc vậy? Tiểu Mạnh muốn cảm ơn thằng khùng nên bảo mọi người tụ tập. Thằng khùng tổ chức à? Cậu không hiểu tiếng Trung mà. Bọn tôi tổ chức. Vậy là ai hẹn tôi? Thằng khùng hẹn đó. Tôi biết ngay là thằng khùng mà. Là anh hẹn em à? Lão Ngô đâu? Đang phụ sau bếp. Lâm Hạ, em ngồi đâu? Em ngồi cạnh Thẩm Băng. Ngồi cạnh Thẩm Băng à? Tôi ngồi đây. Cậu, cậu không ngồi cạnh tôi à? Cậu đừng đẩy tôi. Tôi chắc chắn phải ngồi đây rồi. Nhưng này em ở gần Thẩm Băng hơn chút. Cô nàng này, có phải anh cố tình gọi em đến không? Ai nói gì? Hai vợ chồng Thẩm Băng nói. Sao vậy? Hôm nay em lại thấy anh đi với cô gái đó. Anh mua cho cô ta cái túi giống hệt em. Anh biết. Nhân viên tiệm nói với anh rồi, thẻ VIP không chỉ dùng để giảm giá. Thẻ VIP là phải ngày nào cũng đưa các cô gái đến tiệm mua cùng một chiếc túi. Sau đó nhân viên tiệm đều phải nói chào phu nhân. Anh nghĩ gì vậy hả? Nghĩ gì là sao? Anh về rồi còn gì? Ban ngày có lịch của ban ngày, buổi tối có chỗ về của buổi tối. Dương Tử Hy, muốn đi hả? Đi thì đừng có về nữa. Anh sẽ không đuổi theo em đâu. Người phụ nữ muốn đi theo anh xếp hàng từ đây ra phố. Anh không có nhiều thời gian vậy đâu. Giận dỗi với thằng nghèo thì được. Nó có thời gian ở cùng em. Ở chỗ anh, em chỉ được diễn một vai. Đó là nhẫn nhục. Anh tốn bao nhiêu tiền vì em là để mua niềm vui. Biểu hiện của em hôm nay khiến anh rất không vui. Được rồi, đừng quậy nữa. Khóc à? Em yên tâm. Em muốn gì anh sẽ mua cho em. Nhưng em đừng tham lam quá. Sắc xuân động lòng người. Không phải em luôn muốn có tiệm hoa đó sao? Đặt tên đó cho tiệm hoa được không? Anh hứa với em, anh sẽ sớm cho em làm bà chủ tiệm hoa đó. Ăn nhiều vào. Cậu hỏi ba cậu chưa? Chưa. Hôm qua tâm trạng ba tôi không tốt. Tôi tìm cơ hội khác. Không sao, cậu đừng vội. Cùng lắm thì tôi nghĩ cách khác. Chắc không có vấn đề gì đâu. Làm phiền cậu rồi. Cảm ơn cậu vì chuyện của vợ tôi. Thôi đi, nhiều lời quá. Cậu thấy hai người đó uống rồi kìa. Tiểu Mạnh, giờ cậu ổn rồi. Công việc ổn định, vợ cũng tới đây rồi. Song hỷ lâm môn. Tôi tùy ý, cậu phải cạn đó. Cậu hạnh phúc bao nhiêu là phải uống bấy nhiêu. Được được.
Tôi uống. Hôm nay cậu đừng lái xe nữa. Đã uống rồi thì không lái xe. Anh đừng có học cậu ấy đó. Toàn nói chuyện liên thuyên, tụ tập mà bảo không nhậu nhẹt. Phải uống, cậu phải uống say nữa. Tôi nâng ly trước. Bữa ăn hôm nay là hai vợ chồng tôi cùng mời. Tại sao lại tổ chức bữa tiệc này? Bao năm qua mọi người đã giúp đỡ tôi. Vợ tôi nghe thấy hết trong điện thoại rồi. Lúc nào tôi cũng báo cáo. Giờ vợ tôi đã đến Bắc Kinh. Mọi người cũng được gặp mặt rồi. Thấy hàng thật rồi. Mới đây thằng Hùng vừa giúp vợ chồng tôi một việc. Vợ tôi cũng kiếm được việc rồi. Nên hôm nay hai vợ chồng tôi muốn cảm ơn mọi người. Tôi đại diện cho cô ấy. Cạn ba ly liền. Không được đâu. Uống vậy thì nhiều quá, đừng. Uống một mình thì chán quá. Hôm nay tôi uống cùng cậu. Cậu uống bao nhiêu tôi uống bấy nhiêu. Nào. Hôm nay Tiểu Mạnh vui phát biểu vài câu, uống ít rượu. Cậu tham gia làm gì? Cậu hiểu cái gì? Tôi tình nghĩa nên vậy đó. Cậu làm anh em kiểu gì vậy? Không góp vui lại còn châm biếm. Cậu có phải đàn ông không? Cậu ta coi thường tôi à? Tôi có nên góp vui không? Có. Tôi đề nghị nhóm nhạc bãi cỏ của chúng ta cùng cạn một ly. Nào. Uống rượu sao thiếu tôi được? Giả lại tôi là fan cứng của nhóm nhạc các cậu đó. Đúng, tôi cũng muốn uống. Cùng cạn ly. Tại sao đến hôm nay tôi vẫn đi hát dạo ở quán bar? Chính vì hồi đầu tôi hâm mộ mù quáng ai đó. Sao có thể thiếu hai chị em tôi được? Nào, mọi người cùng uống đi. Cậu uống hai ngụm, tôi uống ba ngụm. Em uống ba ngụm, em sẽ. Việc của anh à, cậu xem. Cạn nha. Nào cạn nha, đàn ông phải cạn hết. Cạn ly. Anh uống ít thôi. Ăn đi. Đừng uống nữa. Ngô Địch, cậu phải uống thêm vài ly. Ăn đi, em uống được. Nhưng anh phải nói cho biết tại sao. Tại sao à? Cậu đó, cậu phải hỏi chị dâu rồi. Anh giọng dâu quá. Gì ta? Sáng nay, nhân viên quán tôi đại thành. Nhặt được một mẫu giấy. Cậu biết không? Nhặt được lúc dọn vệ sinh hôm qua. Tôi cầm lên xem. Chữ này, đâu rồi ta? Đâu. Chữ này quen lắm. Đây không phải là chữ của Ngô Địch sao? Tôi định đợi cô ta đến, tôi sẽ dán lên đó. Các cậu xem có nên không? Lão Ngô, cậu đưa đây, đọc ra đi. Cậu mau đưa đây, đọc đi. Mọi người nghe nha. Nếu được ở bên em, anh thà rằng các ngôi sao trên trời rơi xuống. Vì đôi mắt em là vì sao sáng nhất cuộc đời anh, gửi đến Tiểu Hi Hi của anh. Tiểu Hi Hi. Anh không dứt ra được gì. Vì anh nhớ em quá nhiều. Không dứt ra hết được. Vì em quá đẹp. Anh cũng không dứt ra được. Tôi dứt ra cái này cho nha đầu ở Tây Nam cách đây 3 năm trước. Sớm quá, được lắm. Nói phép, lúc đó uống say thì có. Tôi làm chứng, toàn dứt lúc say thôi. Uống say rồi không tính. Hay là các cậu xem tờ này đi. Ánh sáng rơi vào mắt em. Tiểu mỹ nhân của anh. Hoa trường xuân nở rộ. Lời hát tận đáy lòng. Cái này là viết cho ai? Ai mà chẳng một thời huy hoàng. Thằng khùng viết cho em đó.
cùng uống say thôi, không tính. Sống chết có nhau. Chắp tay đi tế bạc đầu là Dương Tử Hy giết đó. Sao không nói gì? Cái này, người chồng tốt là người để vợ mình hưởng mọi vinh hoa phú quý. Người yêu tốt là gọi lúc nào cũng có mặt đó, ngày nào cũng phải dành cho tôi được bất ngờ. Cũng là Dương Tử Hy giết. Cậu làm gì vậy? Cậu ấy không có ở đây, cậu không đọc là được mà. Có cần phải vậy không? Yên nào. Yên nào. Đừng quậy nữa lão Ngô. Nghe tôi nói câu này đi. Nghe tôi nói câu này. Tôi có ý này, mọi người nghe không thì tùy. Yên nào. Phiền quá đi. Trường học đã chọn được địa chỉ mới rồi, không chừng hôm nào đó sẽ chuyển ra ngoại ô. Các cậu tranh thủ trời chưa tối mau ra đó đi. Đang rảnh thì đi luôn đi, cho tỉnh rượu. Ý hay, đi thôi. Để cậu ấy tỉnh rượu, lão Ngô. Khoác áo vào, bên ngoài lạnh. Mặc áo vào, đi, mặc áo vào. Cậu dìu cậu ấy đi. Đi nào, coi chừng ngã đó. Uống đến mức này, hai người đừng uống nữa. Cậu thật là mau lên, hay lắm, đi đi. Được rồi, ra ngoài đi. Nào, đi vào một vòng đi. Không cần đỡ, từ từ thôi, đừng có quậy nữa. Ngô Hán Tam tôi quay trở lại rồi. Đây đây, xem hai cậu ấy kìa. Đến rồi. Bắt lấy. Mau lên. Thằng khùng. Tôi nói cậu chuyện này. Nói đi. Tôi... Gì mà cứ ấp a ấp úng vậy? Từ mai tôi không đến cho cậu làm nữa. Sao vậy? Nói thật là mấy năm qua làm trợ lý cho cậu cũng được cậu chiếu cố nhiều, nhưng tôi làm không thấy vui. Cậu xem tụi mình anh em không ra anh em, chủ tớ không ra chủ tớ, tôi cũng thấy ngại lắm. Công việc hiện tại của tôi ở quán bar cũng cố định, tôi cũng muốn thành lập nhóm nhạc riêng. Cho nên... Được, tôi biết rồi. Vậy đi mà. Từ mai cậu đừng đến làm nữa. Hàng tháng tôi vẫn phát lương cho cậu. Vậy sao được? Vậy thì tôi nợ cậu quá nhiều. Thằng khùng, chúng ta chỉ đơn thuần là anh em được không? Được, tùy cậu. Anh em đơn thuần, đi nào. Nhóm nhạc bãi cỏ quay trở lại rồi. Cậu có biết không, hồi đó bốn cậu thường xuyên biểu diễn trên bãi cỏ này. Có biết tại sao gọi là nhóm nhạc bãi cỏ không? Vì có bãi cỏ. Hát một bài đi. Cậu chọn đi.
Em yêu, ra đây. Xem anh mua quà gì cho em nè. Ra đây. Bỏ xuống. Mấy anh em, tôi gọi xe về trước nha. Tạm biệt. Tôi không tiện các cậu nữa. Bà Lão Ngô, lái từ từ thôi. Tiểu Mảnh, tôi đưa hai người về nhà nha. Không cần, đằng nào anh ấy cũng đưa tôi về. Tiền thẻ đưa hai người về luôn. Không cần, chúng tôi tự đi xe buýt về. Thôi được, đi thôi. Đi thôi, đi thôi. Đi thôi. Mở cửa. Nhà đầu, hôm nay em thấy vui không? Quá vui. Anh đừng gọi xe. Mình đi xe buýt về. Nhà đầu em xem. Mình ở đây, phải ngồi đứng tận đây. Hơn 20 trạm, anh sợ em mệt. Không sao, em đến Bắc Kinh còn chưa ngồi xe buýt lần nào. Được rồi. Đợi đã, bác tài bọn tôi không đi đâu. Xin lỗi nha. Không có tiền sao còn vậy? Nói gì đó, ai không có tiền? Còn làm ra dễ nữa. Sao hả? Tôi phanh cái này cũng mất tiền. Cậu trả tiền xăng nha. Tôi trả nè. Sao nào, định làm gì? Xin lỗi bác tài. Chúng tôi là người nghèo không có tiền. Anh đi đi, xin lỗi nha. Không có tiền mà còn đòi tán gái. Anh nói cái gì? Anh bị điên à? Được rồi. Có gì to tát đâu. Được rồi. Anh thấy em không nghe. Em không nghe. Em không cần ngày nào anh cũng phải bên em. Em chỉ muốn được như trước đây. Muốn biết hằng ngày anh làm những gì, bên ai, ở đâu. Bây giờ em chỉ có hai yêu cầu. Rất nhỏ bé, rất đơn giản. Anh nghe em nói hết đã. Anh đừng tránh mặt em. Cũng đừng không nghe điện thoại của em. Đơn giản vậy thôi. Em không đòi hỏi gì khác. Được rồi, im lặng là đồng ý. Hai đứa mình ngoéo tay. Em về đây. Lâm Hạ, anh. Em yêu anh, không liên quan đến anh. Em thấy đó, đến tối là không ai ngồi xe buýt nữa. Càng tốt. Trong xe chỉ có hai đứa mình. Còn có bác tài xế riêng lái xe. Có khác nào xe riêng đâu. Sướng hơn hội thằng khùng nhiều. Đúng không? Em nghĩ đến những chuyện lãng mạn nhất. Đó là được già đi cùng anh. Góp nhặt những nụ cười trên đường đi. Giữ lại đến mai sau. Cùng trò chuyện trên chiếc ghế đu.
Sao vậy anh bạn? Con gấu mèo bị xịt lớp à? Hay là mình giúp anh ấy đi? Không cần giúp. Tôi đợi cứu hộ. Đợi cứu hộ làm gì? Cái xe què này ai thèm đến? Hay là đi chơi cùng bọn tôi đi, tí nữa tôi đưa cậu về. Sao? Sợ à? Sợ lát nữa hai đứa tôi nhảy, vừa ôm ấp vừa nói lời yêu thương. Nếu cậu là thằng đàn ông, nên tìm cô nào đó nóng bỏng hơn. Có giỏi thì giành lại cô ấy đi, chứ không phải ở đây đợi cứu hộ đâu. Anh nói gì vậy? Đi thôi. Sao vậy em yêu? Giận à? Nào hôn cái đi. Anh yên nào. Nào uống với bạn trai cũ của em một ly đi. Yên tâm, anh không giận đâu. Nào uống đi. Anh đừng giỡn nữa. Anh chạm ly cho em. Nào uống đi. Ngoan. Anh giận rồi đó. Rượu này ngon, uống tiếp đi. Anh chàng đẹp trai, anh chàng đẹp trai, sao lại bỏ đi, không vui à? Giới thiệu bạn gái cho anh nha. Tôi sao? Đúng đúng, anh đó. Chị đẹp nè. Bọn họ cố tình chọc tức anh chứ gì. Tôi giới thiệu bạn tôi cho anh. Chọc tức lại bọn họ. Nhìn thằng đó thấy mà ghét. Giao cho cậu đó. Cạn ly. Nói thật lòng hay mạo hiểm? Nào. Hai con một. Không tin. Tôi không có một, anh thua rồi. Nói thật lòng đi. Cô đó là bạn gái cũ của anh à? Tiếp tục. Ba con năm. Cái gì? Ba con năm. Bốn con năm. Bốn con sáu. Không tin. Biết nhanh sẽ nói vậy mà. Thua rồi. Tôi hỏi anh, anh trả lời thật lòng. Anh vẫn còn yêu cô ấy đúng không? Nói thật lòng. Em thấy không khỏe. Em đi trước đi. Anh chưa cho em đi. Vội gì? Nào uống tiếp đi. Em không khỏe thật mà, uống thêm lát nữa. Anh rất giống bạn trai cũ của tôi. Tôi sao? Đi, tôi đưa anh đi hóng gió.
Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Anh về được rồi. Tôi... Hai người trong đó là bạn gái cũ và bạn trai hiện tại của cô ấy. Sao cô biết? Tôi đoán. Tôi ghét nhất là loại tiểu nhân đắc chí. Anh đáng yêu như vậy, tôi sẽ giúp anh đến cùng. Không phải em nói không còn cảm giác với anh ta nữa sao? Em đi vệ sinh. Anh có hỏi em đi đâu sao? Anh chàng đẹp trai, sau này có duyên sẽ gặp lại. Hôm nay cảm ơn cô. Chúng tôi rất thích ra tay với những chuyện bất bình. Anh chàng đẹp trai, còn chuyện này tôi không nói dối anh. Anh thật sự rất giống bạn trai cũ của tôi. Tạm biệt đẹp trai. Bye bye. Tạm biệt. Bên Hải Đông vẫn chưa có động tĩnh à? Có lẽ Hải Đông không hề có gan chơi trò này với chúng ta. Không có gan. Đối thủ của chúng ta không phải người khác, mà là Warren Buffett của Trung Quốc. Thậm chí có thể nói hắn ta nắm quyền thị trường cổ phiếu của hai thành phố Thượng Hải Thâm Quyến. Đến Warren Buffett còn không phải đối thủ của hắn. Đây là tài liệu của hắn ta. Bắt đầu tiến vào thị trường cổ phiếu từ năm 89, anh ta chỉ dựa vào khứu giác đặc biệt của mình và khả năng phán đoán thị trường nhạy bén, không bao giờ dựa vào thao tác và tin tức nội bộ. Bây giờ lọt vào top 3 công ty chứng khoán lớn nhất thị trường chứng khoán Trung Quốc. Hắn chưa từng để thua trên thị trường cổ phiếu, là truyền kỳ trong lòng các cổ đông nhỏ, là người tạo ra hiện thực quyền thoại đi từ không thành có. Một người như vậy, giờ có người đứng ra thử thách quyền uy của hắn ta. Cậu nói hắn không dám đánh lại sao? Hoa Dũng, tôi nghĩ cậu đang kể chuyện cười cho tôi nghe. Nhưng mà không nhân nhị gì hết. Chứng tỏ cậu chưa hiểu về đối thủ của cậu. Cũng chứng tỏ chúng ta chưa đủ đánh bại họ. Thứ nhất, tiếp tục bỏ lại tất cả cổ phần của Hải Đông. Hết thì mua lại, bán ra với giá thấp, cho đến khi hắn đánh trả. Thứ hai, đọc kỹ tài liệu này. Nhớ đối thủ của chúng ta là người khác, là vua cổ phiếu Thiệu Hoa Dương. Đối phương ăn chúng ta rồi, chắc chắn sẽ có phản kích. Giờ chúng ta ra tay sẽ trúng kế của bọn họ. Tôi thấy tên này điên rồi. Bọn họ có thù với Hải Đông hay sao đó? Nếu bọn họ vẫn tiếp tục làm vậy, chính bọn họ cũng khó mà hưởng lợi. Bao nhiêu năm rồi, chưa có ai dám giằng mặt Hải Đông như vậy. Đúng vậy. Có đối thủ mạnh như vậy ra đọ sức với chúng ta, mọi người nên cảm thấy hạnh phúc mới đúng. Hải Đông không thể có tâm thế đọc cô cầu bài. Bọn họ lại bỏ tiếp. Cứ cái đà này, cổ phiếu của Hải Đông sẽ chạm đấy. Vừa nãy lão Kim nói rất đúng. Nhìn thao tác của đội ngũ này có thể thấy, không giống chỉ đơn thuần muốn chiếm lấy lợi, mà giống như đang muốn khiêu khích Hải Đông hoặc một cá nhân nào đó. Được rồi, chúng ta đợi xem bọn họ định làm gì. Toàn lực phản kích. Hải Đông phản kích rồi. Làm nhiều, nhưng bọn họ tấn công quá mạnh mẽ. Chúng ta đợi xem thế nào. Alo. Hải Đông đang mua vào số lượng lớn 6852. Vừa mua vào 10 dạng. Đây là chiêu cũ của Thiệu Hoa Dương. Dương Đông kích tay. Được, chúng ta sẽ thuận nước đẩy thuyền.
Dọn sạch kho 6852, dùng toàn vốn vào 6923. Dọn sạch 852. Mỗi cổ phiếu chúng ta phải đền 6 đồng đó. Đừng phí lời nữa. Với nguồn vốn của chúng ta giao chiến với Hải Đông, thua là cái chắc. Chúng ta phải tập trung toàn bộ quả lực vào điểm yếu khác, tồn tẫn đua ngựa. 923 là điểm yếu của Thiệu Hoa Dương. Hắn đã dành toàn lực cho chiến tuyến 1, khó mà quay đầu được. Chúng ta sẽ lợi dụng cơ hội này, cắn vào cổ hắn. Được. Hiệu lệnh xung phong đã vang lên. Thiệu Hoa Dương, tôi đến đây. Đội ngũ này có tư duy rõ ràng chuẩn xác, khả năng phân tích thế trận chính xác. Trong nước lâu lắm rồi không xuất hiện cao thủ như vậy. Cậu đi điều tra đi, xem có bàn tay nước ngoài nhúng vào không. Hình như bọn họ rất hiểu tôi. Alo. Thang máy chậm quá, toàn là người. Anh giỏi lắm rồi đúng không? Cái tốt anh không học, đi học người ta chơi tình một đêm. Tình một đêm gì? Đừng giả bộ em thấy hết rồi. Cô gái ở hộp đêm đó, anh sung sướng lắm chứ gì. Anh còn không quen người ta, anh không quen mà dám qua đêm cùng người ta. Cô ta là ai mà anh qua đêm với cô ta? Ngô địch anh được lắm. Sao trước kia em không nhận ra anh là người tùy tiện như vậy? Giờ không coi quản anh à? Coi trời bằng dung, hiện nguyên hình rồi. Em sẽ nói với tất cả mọi người, anh là thằng ngụy quân tử đê tiện. Anh không có, em không tin. Vậy còn em? Em và anh đi thì sao? Vì sao anh còn nói anh vẫn yêu em? Đi, cô định đi đâu? Đi đâu cũng được, đi. Alo, anh Thạch phải không? Tôi đây. Tôi ở bên môi giới nhà đất. Chúng tôi muốn nhắc anh cuối tuần này sẽ là thời hạn thanh toán cuối cùng. Anh nhớ đem theo chứng minh thư và tiền mặt, hoặc chi phiếu đến đóng tiền. Được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn cô. Lại ăn mì tôm. Đang bàn chuyện với bên Tây Mỹ, quên cả giờ ăn. Chuyện của Tây Mỹ từ nay cậu khỏi lo, giao cho cậu Đông đi. Chuyên tâm vào đơn hàng của Đại Đức, gấp cả trăm lần đơn hàng của Tây Mỹ. Những đây là tôi đã đàm phán với Tây Mỹ hơn nửa năm rồi. Cũng sắp cái gì? Theo cả năm rồi vẫn chưa bàn xong, tức là khó mà thành được. Có khi người ta không muốn bàn với cậu nữa. Làm ăn với bọn khốn Tây Mỹ, cậu không chịu nhục còn lâu mới thành. Ngày nào cũng chịu cho bọn họ đè đầu cởi cổ, bọn họ mới nghĩ cậu thành tâm thành ý. Cậu có làm được không? Tiểu Mạnh, có biết tại sao cậu Đông kiếm được nhiều tiền hơn cậu không? Vì cậu ta chịu được nhục. Làm marketing không có bí quyết gì hết. Đọc sách gì đó, đi học gì đó, toàn trên sách vở thôi. Là nam cậu phải đê tiện như thái giám, là nữ cậu phải mặc dày như con đĩ. Đơn hàng mới là của cậu. Bên Đại Đức sao rồi? Trình Phong bảo tôi đợi tin của cậu ấy.
Tôi dám đảm bảo Trình Phong chưa hề nói giúp cậu. Không đâu. Không tin cậu gọi hỏi đi. Thằng khùng, tôi tưởng mảnh đây. Lần trước tôi bảo cậu họ giúp tôi hợp đồng quảng cáo đó. Mấy hôm nay tôi chưa kiếm được cơ hội. Sao vậy? Tôi đang vội lắm đó. Cậu mà hỏi giúp tôi có được không? Tôi đợi tin của cậu. Được được. Chuyện của mình cậu không đi hối, người khác quan tâm cho cậu chắc. Tiểu Mảnh, hợp đồng với Đại Đức có thành công không? Với cậu xem như là thiên đường hoặc là địa ngục. Ngôi nhà mơ ước. Có mơ ước là tốt, mua nhà cũng tốt. Nhưng cậu phải cố gắng. Đôi gì nào giảm giá? Không giảm giá đôi nào hết. Tâm trạng giảm giá. Cô có ý tưởng gì cho bộ sưu tập đồ bơi mới chưa? Đến Tâm Á Chụp. Đến Tâm Á Chụp đồ bơi. Cô sáng tạo quá. Tiểu Hy cô đi đâu vậy? Cô mặc kệ bọn tôi à? Tôi đang ở đây còn gì? Chị Mạch, chị coi Tiểu Hy dưỡng như cọp, làm mất hứng chụp ảnh của bọn tôi. Cảm ơn. Tôi là biên kịch chứ không phải giúp việc của các cô. Các cô uống cà phê cũng bắt tôi đi mua. Các cô có bị sao không vậy? Xin các cô cẩn thận với những bộ đồ tôi đi mượn này. Lần nào cũng dính sâu mồi vết bẩn. Tôi biết ăn nói làm sao với bên nhãn hàng đây. Đúng rồi, nếu các cô có tiền có thể mua cả bộ mà, đúng không? Chữa sướng miệng chưa? Dọn hết đống giày này đi. Ai làm việc nấy. Highly Americano không bỏ đường. Một ly mocha, cảm ơn. Tôi không làm nữa. Tôi không muốn nhìn thấy đám nữ ma đầu đó. Không muốn bước chân vào cái văn phòng đáng ghét đó. Nhìn những người phụ nữ kênh kiệu đó khoa tay múa chân trước mặt tôi. Tôi nghĩ kỹ rồi. Đợi đến khi tôi từ chức, tôi sẽ mua cả một đàn rùa đặt lên bàn làm việc của họ. Mỗi người một con. Chửi là chửi đến cùng. Mỗi con rùa tặng kèm một quả trứng. Nhìn gì mà nhìn. Không được à? Hai ly cà phê. Cậu nghĩ việc rồi sẽ làm gì? Mở tiệm qua. Anh đi nhà mình nói rồi, sẽ mở một tiệm hoa cho mình. Đang chọn địa điểm rồi. Mình đang nói chuyện của cậu đó. Prada, mình thích đôi giày này lắm, cậu xem. Cậu không có tên yếu như Sơn đó thì không sống được sao? Đó là chuyện của mình. Đẹp trai quá. Mình muốn nói với cậu, chi phí sinh hoạt của cậu thì cậu phải tự đi kiếm. Còn tiền của đàn ông, cậu có thể đi mua đồ hiệu. Như vậy một ngày nào đó tên yếu như Sơn bỏ cậu, cậu cũng không đến mức chết đói. Mình còn lòng mới chết đói. Phải, bây giờ cậu vẫn còn trẻ đẹp. Mất một Andy còn cả trăm Andy khác. Nhưng một ngày cậu già đi thì phải làm sao? Qua tàn liễu ruộng anh ta còn yêu cậu không? Đến lúc đó cậu làm gì? Mở tiệm giày, bán từng đôi giày hồi trẻ cậu mua, đổ lấy bánh bao ăn à? Mình không ăn bánh bao. Phải, bán giày mà, ăn gì chẳng được. Mình cũng không bán giày. Thần kinh à. Cậu biết tại sao mình chia tay Ngô Địch không? Không phải vì giày chứ. Chuẩn luôn. Cậu biết không, anh ta đó, đôi giày có hơn 3.500, anh ấy cũng không mua nổi. Nhưng anh đi đã mua cho mình rồi. Nếu cậu vì cuộc sống tốt hơn, hoặc là vì đôi giày tốt hơn, mà cậu có thể từ bỏ tình cảm của cậu, thì cậu không có lý do gì để không nhẫn nhịn môi trường làm việc hiện tại. Tại sao lại nói như vậy? Vì lương tháng hiện giờ của cậu có thể là hai, không, là một nửa của Jimmy Joe. Cậu hiểu mình đó. Cậu có biết không, tháng nào mình cũng dán poster giày mới trên bàn làm việc của mình. Mỗi lần bị cuộc sống dồn ép như bây giờ, trong lòng mình lại đọc thầm tên của chúng, đọc thầm 100 lần. Như vậy lúc được phát lương, mình sẽ đi mua nó, đặt nó trong tủ giày của mình, sau đó đổi đôi khác.
Hai ly Americano, không bỏ đường, một ly matcha đem về. Mẹ sẽ sớm đưa con về nhà. Nè, mình nói gì mà cậu lại thành ra như bây giờ? Giống như hằng ngày cậu cầm ảnh của thằng khùng lên đọc thầm. Anh mau về bên em đi. Mình hiểu rồi.